Hello các anh chị, đây là chai xịt khoáng mà các anh chị rất nên sử dụng nha. Chai xịt khoáng này là chai xịt khoáng Milano CC. Cái chai xịt khoáng này nó có cái thành phần chứa dẫn xuất vitamin C. Nó sẽ giúp cho da của mình ngăn chặn được các cái đốm nâu hình thành trên da, đồng thời loại bỏ những cái vết thâm, đốm nám, hỗ trợ thêm rất là tốt ạ. Chai dạng xịt phun sương rất là tiện lợi và nhỏ gọn, thì mình có thể đem theo bên người và sử dụng bất cứ lúc nào. Nó có hương chanh và tinh dầu bưởi rất là thơm mát, mang lại cái cảm giác mà rất là sảng khoái khi mà mình xịt lên trên da. Cái này nó vừa chống viêm và vừa có công dụng làm giảm các cái tấy đỏ và kích ứng trên da, rất là phù hợp với da, nhất là những bạn da bị mụn ấy và da không đồng đều màu ấy, thì mình sử dụng chai xịt khoáng này rất là tốt nha. Xịt khoáng thì mình nên sử dụng cả 4 mùa xuân hạ thu đông các bác ạ. Mình có thể sử dụng xịt khoáng này trước khi trang điểm này, sau khi trang điểm này, hoặc là mình có thể sử dụng khi mà mình ngồi điều hòa bị khô đấy, thì mình đều có thể sử dụng được luôn nha. Cái chai này thì đây, giờ các bác bóc đây, cái này mình vừa bóc ra thì các bác mua mới ấy, một chai như này có giá là 270.000. Mình mua mới về mình bóc ra thì nó sẽ dính cái này vào đây nha, và mình sẽ bóc ra nha. Bên ngoài này thì nó sẽ có cái siêu bao toàn bộ, đây các bác nhìn này, nó sẽ có cái siêu bao toàn bộ cái chai nha. Các em mình phải bóc ra thì mới sử dụng được nhé. Đây ạ, các bác xem nhé. Cái này là hàng nội địa được mua tại Nhật luôn nha các bác. Thì các bác để ý cái siêu của nó sẽ có hai cái đường rãnh như này để mình bóc ra nhé. Đó, các em mình có thể sử dụng làm cái xịt trước khi mình thực hiện các cái bước trang điểm ấy, nó rất là tốt ạ. Và sau khi trang điểm xong mình xịt cũng rất là tốt nha. Đây, sau khi bóc ra thì nó sẽ như này. Mình sẽ xịt thử cho các bác xem nhá. Đây nhá. Ok, thử để xem, xịt thử cho da cho các bác. Xịt thử đây. Thử, ok, chút. Đó. Cái dạng xịt phun sương nó rất là tự nhiên các bạn ạ. Đây, mình xịt lên da phun sương này. Nó rất là, mình cảm giác rất là ẩm mềm tay, và mùi thì thơm, mùi chanh và mùi tinh dầu bưởi nhá, rất là thích luôn, cảm giác rất là thích. Và cái xương của nó là cái xương rất là mảnh mỏng luôn nhá, chứ không phải cái xương to, nên là các bạn khi mà các bạn sử dụng trước hoặc sau khi trang điểm, hoàn toàn là sử dụng trước và sau khi trang điểm nhá, nó sẽ khô tự nhiên, là mình không cần phải xoa gì hết nha. Đó, Milano CC nha.